Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục tựa game Hill Climb Racing 2 nha các bạn. Ở clip này thì chúng ta sẽ tham gia một cái sự kiện mới nữa các bạn, đó chính là Sword Water, mình tạm dịch là nước muối các bạn. Sự kiện này thì chúng ta sẽ có thêm một nhân vật mới nữa các bạn. Và đến một chúng ta lấy đến cái mức danh hiệu là 250k cái huy hiệu này thì chúng ta sẽ được một nhân vật mới luôn. À, rồi, để mình coi mình sử dụng. À đây, đây là con xe mà mình sẽ sử dụng đây các bạn. Đó chính là Snowmobile. Hiện tại xe của mình đang khá là yếu luôn các bạn, mình sẽ nâng cấp xe của mình lên. Đó. À, hồi nãy giờ mình chơi được mấy màn các bạn, mình toàn là mình thua thôi mà. À, mình sẽ nâng cấp xe của mình lên các bạn. Còn nâng cấp được thì nâng cấp luôn. Đó. Động cơ xăng thì mình có lẽ không cần, mình cần nâng cấp cái này nữa các bạn. 7.000 gửi thêm cái này nữa các bạn. Và thêm cái động cơ nữa. Rồi. À, chiến thôi các bạn ơi. À, chúng ta có 4 lần. Rồi, tiến lên. Xe của mình hiện tại đang cũng còn đang khá là yếu. Cái này không khéo là chìm các bạn. Cái này nó phải nhõng đầu như thế này nè. Các bạn không cho nhõng đầu là chìm liền. Nó, mình nói sai có sai đâu. Ôi, chết rồi. Ôi. Ôi ai da. Đó, nó vậy đó các bạn. Mình không khéo là mình sẽ bị chìm ngay. Ở dưới một chút nữa. Trời, 59 giây. Quá khủng khiếp luôn không? Mình đang đứng vị trí số 20 các bạn. Đó. Hiện tại con xe này mình không chưa quen mấy các bạn. Đó. Không khéo là bị chìm liền. Chìm rất là khó lên các bạn. Thôi rồi, chết cha rồi, bị chìm rồi. Bị chìm ở cái quãng này rồi. Bị hết xăng nữa. Ôi rồi, cái chậm này không lên nổi luôn các bạn. Ôi hết luôn, còn một phút mấy nữa các bạn ơi, cố lên. Cái này mình phải quen tay nữa các bạn ơi. Không quen tay là chìm liền. Bị sững ở đây nữa. Đó coi 37 giây các bạn ơi. Đang đứng vị trí số 6. Cố lên. Lần này phải cố lên các bạn. Ồ, lên cái top này toàn là cao thủ không nè. Chút mình chìm luôn các bạn. Ôi, cộng 2 giây. Đang đứng vị trí số 6 luôn các bạn. Cố lên. Không quen là chìm liền các bạn. Rồi. Vị trí số mấy đây? Số 6 luôn các bạn ơi, số 6. Mình được 38 cái rồi, mình 2 cái nữa sẽ mình được sẽ cái phần đầu của nhân vật này. Cố lên. 3 phút 41 giây các bạn.
Nó không quen là chìm liền. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi da, 43 giây quá dữ. Mình chạy tốn thời gian quá các bạn. Ôi. Ôi, chìm rồi. Lên, 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 lên. Khéo là chìm liền. Cái này phải giữ thăng bằng các bạn ơi. Khéo là chúng ta sẽ chìm ngay. À, cộng thêm 3 giây nữa. Rồi mình đang đứng vị trí thứ 3 các bạn. Cố lên, cố lên, mình còn 2 phút mấy nữa. Hồi nãy mình có một cái đoạn bị chìm cho nên mình bị lâu. Ôi, bị chìm nữa. Cố lên, cố lên. Làm bé bị chim. Chút nữa là chim rồi, chút nữa là chim. Ô, chim rồi. Về đích, về đích, về đích. Ờ, cái này cộng với 8 giây nữa. Hiện tại mình đang đứng vị trí số 3, các bạn còn 1 phút mấy nữa, cố lên. Ôi. À, cứu lên được. Ôi, chìm rồi, chìm rồi, chìm rồi. Thôi chạy. Những cái lần sau tệ quá các bạn. Rồi, còn 37 giây, 37 giây. Cố lên, cố lên, cố lên. Năm giây, bốn giây, bốn giây. Ôi, rồi 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 rồi, hết giờ rồi các bạn ơi. Mình 40 giây, mình đang đứng chỗ có một bạn đứng ở vị trí số 29 luôn. Mình đứng vị trí số 3 các bạn. Đâu rồi, mình đây. Đó, mình được 47 cái đó, mình được cái nhân vật đầu tiên rồi. Đó, mình thay đổi nhân vật này luôn các bạn. Đâu rồi? Đó. Ồ, bằng cái áo dễ thương ghê. À, mình không có nâng cấp được gì các bạn xem, mình cũng còn khá yếu. Rồi, tiếp tục luôn các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng để bị chim. Đi chìm đó là khá là vất vả luôn các bạn. Nổi lên, nổi lên, nổi lên. Bao nhiêu giây đây? Trời, 36 giây. Thank you.
chìm cái là khá là vất vả luôn á. Ôi, mấy người đu chung mình chết queo hết trơn rồi. Ôi, cố lên, cố lên, cố lên. Ồ, hên quá, lần này không có bị chìm. Ồ, được cộng 4 giây nữa các bạn ơi. Có một bạn bị chìm rồi, một bạn bị chìm rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi, mình qua được cái này, cái mày bị mắc kẹt ở chỗ này thiệt chứ. Trời đất ơi, hiện tại mình vẫn đang đứng đầu luôn các bạn. Cố lên, một phút mấy giây nữa à. Đừng để bị chìm nha. Ôi, ôi chìm nữa rồi. Lên 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 lên. Trời ơi, 10 giây, cộng 10 giây, còn 15 giây nữa, cố lên, cố lên. Ờ, rồi, 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 mình to rồi. Mình thử máy đây. Wow, về nhất luôn các bạn ơi. Ồ, lâu lắm mới được một chuyến về nhất. 57, mình cố gắng, à, chắc chắn là mình sẽ được 60 rồi. Rồi, à, lần cuối cùng các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đừng để đi chim. Bao nhiêu giây đây? 39 giây, quá lâu các bạn ơi. Ủa, xe bạn, bạn nó mạnh ghê. Nó lái khéo quá. À, mình được cộng 3 giây. Ôi, bạn đó 31 giây. Bạn đó lái hay ghê các bạn. Thank you.
Cái gì vậy? Trời ơi. Tới đâu còn lên không nổi. Trời ơi, tụt hạng rồi. Xe mình chạy hại thiệt chứ. Ô thôi rồi, chìm là thua rồi các bạn ơi. Chìm là hết ăn nổi rồi. Con gì đích được luôn rồi. Đứng vị trí thứ 5 các bạn ơi. Ôi, cũng không đến nỗi nào các bạn. Rồi, mình được 6, lấy được 5.000 coin nữa rồi các bạn. Mình có thể update nữa rồi. Rồi, mình hết cái thẻ để tham gia các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.